Cơ quan Y tế thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc mới đây đã báo cáo một trường hợp nhiễm virus cúm da cầm H3N8. Đây là ca nhiễm thứ hai ở Trung Quốc sau ca nhiễm đã được báo cáo vào năm ngoái. Như vậy, tới nay đã có 3 quốc gia báo cáo có ca nhiễm virus cúm da cầm ở người là Campuchia, Chile và Trung Quốc với các chủng H3N8 và H5N1. Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC tỉnh Quảng Đông, ca nhiễm cúm da cầm AH3N8 do thành phố Trung Sơn báo cáo là một phụ nữ 56 tuổi có tiền sử mắc bệnh đau tủy và các bệnh nền khác, từng tiếp xúc với da cầm sống trước khi khởi phát và gần nhà có chim hoang dã hoạt động. CDC Trung Quốc đã kiểm tra lại mẫu xét nghiệm và xác nhận kết quả dương tính với virus cúm da cầm AH3N8 của ca bệnh này. CDC tỉnh Quảng Đông cho biết đã chỉ đạo quan chức địa phương tiến hành điều tra dịch tễ, theo dõi những người tiếp xúc gần và khử trùng tại chỗ. Tuy nhiên, đến nay chưa phát hiện bất thường nào ở những người tiếp xúc gần. Chuyên gia Trung Quốc nhắc nhở người dân tránh tiếp xúc trực tiếp với gia cầm sống hoặc chết, đảm bảo bảo hộ cá nhân đầy đủ và chú ý vệ sinh thực phẩm, tách biệt thực phẩm sống và chín. Cơ quan Y tế tỉnh Quảng Đông cũng yêu cầu các chợ nông sản phải tuân thủ các quy định về quản lý gia cầm và thực hiện các biện pháp quản lý và vệ sinh gia cầm. Cuối tháng 4 năm 2022, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã báo cáo một trường hợp nhiễm cúm da cầm AH3N8 ở người. Người bệnh là một cậu bé 4 tuổi và đây là trường hợp nhiễm virus cúm này đầu tiên trên thế giới. Chuyên gia nước này nhận định ca bệnh ở Quảng Đông là trường hợp ngẫu nhiên và nguy cơ lây chuyển hiện nay là tương đối thấp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, virus cúm da cầm H3N8 thường được phát hiện ở động vật và là một trong những phân nhóm thường gặp nhất ở các loài chim hoang dã. Cộng đồng quốc tế hiện đang theo dõi chặt chẽ diễn biến mô hình lây nhiễm của cúm da cầm trên thế giới. Khoảng 80 trang trại ở 26 tỉnh tại Nhật Bản đã bị ảnh hưởng kể từ đầu mùa dịch cúm vào tháng 10 năm 2022 với kỷ lục 16,1 triệu con gà bị tiêu hủy. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế Chile đã thông báo về ca nhiễm cúm da cầm đầu tiên ở nước này. Bệnh nhân là nam giới, 53 tuổi, có nhiều triệu chứng nặng của bệnh cúm. Sau khi mẫu bệnh phẩm được gửi đến viện y tế công cộng để phân tích, cho ra kết quả đây là virus cúm gia cầm H5N1. Hiện sức khỏe của bệnh nhân trong tình trạng ổn định. Chính phủ Chile đang điều tra nguồn lây nhiễm và truy vết những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Hồi tháng 2, cơ quan y tế Campuchia cũng đã báo cáo lên WHO về hai trường hợp xác nhận nhiễm virus cúm da cầm AH5N1 ở người. Trường hợp thứ nhất là bé gái 11 tuổi ở tỉnh Braven tử vong hôm 22 tháng 2. Trường hợp thứ hai là bố của bé gái này, 49 tuổi, có kết quả dương tính một ngày sau đó và được cách ly điều trị tại bệnh viện.